Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. À, hôm nay Dương Hậu có nhận 8,4 triệu của nhà hảo tâm Tân Tiết Phương ủng hộ vào chương trình gạo ngẫu nhiên giúp cho bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bán vé số, bệnh tật vùng sâu vùng xa và nội ô ngã bảy. 8,4 triệu này được 60 phần, thì Dương Hậu cũng mua gạo giá 14 của tiệm gạo Tài, thì Dương Hậu cũng thay mặt người nghèo khó khăn bệnh tật ở ngã bảy cảm ơn nhà hảo tâm Tân Tiết Phương đã ủng hộ 8,4 triệu chương trình phát gạo ngẫu nhiên. Đây là việc làm công đức vô lượng, Dương Hậu cũng xin cảm ơn Tân Tiết Phương rất nhiều, hy vọng gần được cộng tác Tân Tiết Phương thì Dương Hậu mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện ngã bảy. Mong quý vị hãy đăng ký và chia sẻ like thích, nhà mạng thưởng tiền Dương Hậu sẽ đưa vào quỹ từ thiện ngã bảy giúp cho người nghèo bệnh tật khó khăn không tiền chữa trị. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Mong quý vị hãy ủng hộ cho Dương Hậu và từ thiện ngã bảy. Nếu quý vị đăng ký và chia sẻ và like thích thì đó là cũng một cái cầu nối và một cái việc quý vị làm từ thiện. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.